tiết mục mở màn cho chương trình ngày hôm nay với tên gọi La Capacita, với tên gọi tiếng Việt là Vũ Nữ Thân Gầy. À, một màn trình diễn rất đặc biệt được kết hợp giữa âm nhạc điện tử với tiếng đàn violon cực kỳ điêu luyện của nghệ sĩ Hy Đạt. Anh chính là một trong ba người chơi trong số đặc biệt của chiếc nón kỳ diệu của tháng 9 này. Và cùng so tài với nghệ sĩ violon Hy Đạt sẽ là hai người khách mời cũng rất đặc biệt nữa. Hoa hậu Mai Phương Thúy và nữ ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh. Chắc chắn là họ có rất là nhiều điều muốn chia sẻ với chúng ta và cũng rất háo hức với vòng quay kỳ diệu của chiếc nón. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu cuộc chơi ngày hôm nay. Xin mời tất cả mọi người cùng về vị trí của mình. Với ba nghệ sĩ tham gia vào số đặc biệt của tháng này thì tôi rất là mong muốn họ sẽ mang tới thật nhiều niềm vui, tiếng cười cũng như có những sự cạnh tranh vô cùng lành mạnh trong cuộc chơi ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là thử thách ở ô đoán nhanh thứ nhất, là một ô chữ có 10 chữ cái. Xin mời. Gợi ý cho ba người chơi. Đây là giải thưởng hướng tới sự tôn vinh những đóng góp cá nhân cũng như là tập thể tác giả của những sản phẩm truyền hình. Xin mời. Ai có đáp án xin mời bấm chuông ạ. Hoa hậu Mai Phương Thúy, xin mời bạn. Ấn tượng VTV ạ. Đó chính là đáp án chính xác ở đây. Xin được cảm ơn bạn. Lễ trao giải Ấn tượng VTV, VTV Awards được truyền hình trực tiếp vào lúc 20:15 ngày 7 tháng 9 năm 2016 trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Và như vậy là Mai Phương Thúy sẽ là người nói lời chào gửi đến khán giả đầu tiên. Xin chào quý vị khán giả. Mình tên là Mai Phương Thúy. Mình đến từ thành phố Hà Nội. Mình đến đây với hy vọng sẽ chiến thắng và mang một phần thưởng thật là to mang về nhà. Chúc bạn may mắn. Và tiếp theo sẽ là nữ ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh. Xin chào quý vị khán giả. Mình tên là Tiêu Châu Như Quỳnh. Hôm nay Như Quỳnh rất là vui khi mà được đến với chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu. Thì thật ra là cũng hơi run bởi vì Quỳnh thì vốn thích những cái chương trình thi có đồng đội hơn. Hôm nay thì thi có một mình thôi cho nên là... cho nên là hơi run. Rất là mong quý vị sẽ ủng hộ cho ba người chơi và chương trình. Xin được cảm ơn bạn. Tôi thấy là Mai Phương Thúy vừa vươn tay ra bắt tay bạn. Thế nhưng mà cũng xin nói thật là nếu như bạn quay vỗ mất lượt mà đến lượt Mai Phương Thúy thì cũng bạn cũng không có được cái gì đâu. Đấy, cho nên là phải rất cẩn thận đồng minh ở trong trò chơi này. Tôi thấy anh Hy Đạt cười cũng rất là vui và chắc chắn là anh muốn gửi lời chào đến các khán giả rồi. Xin mời anh. Tiên cho phép Hy Đạt xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang xem truyền hình. Mình tên là Hy Đạt, hiện là mình là nghệ sĩ violon. Và đây là lần đầu tiên mình tham gia một cái chương trình game show của đài truyền hình VTV. Và thật sự là thắng thua nó không quan trọng, quan trọng là hôm nay được chơi vui là nhất rồi. Kể cả anh không có phần quà nào mang về thì anh cũng cảm thấy rất là bình thường. Vui là được rồi. Vâng, ba nghệ sĩ chúng ta đã gửi lời chào tới quý vị khán giả rồi. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ mang tới thử thách tiếp theo. Đó chính là ô đoán nhanh thứ hai dành cho cả ba nghệ sĩ. Đây là mẫu chữ có 16 chữ cái, xin mời. Đây là gợi ý dành cho ba người chơi. Ô chữ này nói đến là tên của loại động vật quý hiếm ở Việt Nam. Xin mời. Vâng, xin mời anh Hy Đạt ạ. Vọc xám Đông Dương. Đó chính là đáp án ở ô đoán nhanh thứ hai này. Anh Hy Đạt đã giải được ô chữ ở đoán nhanh thứ hai này, tức là anh sẽ có 1.000 điểm tích lũy. Và đồng thời, nghệ sĩ violon Hy Đạt sẽ là người bắt đầu vòng chơi đầu tiên của chiếc nón kỳ diệu ngày hôm nay. Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với trường quay của chiếc nón kỳ diệu. Chúng ta đang đến với vòng chơi đầu tiên. Và tôi rất vui khi được gặp những người chơi là các nghệ sĩ. Họ đầy nhiệt huyết, rất là hóm hỉnh, dễ thương. Và người sẽ bắt đầu vòng chơi đầu tiên này là nghệ sĩ violon Hy Đạt. Anh tốt nghiệp Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, có gia đình, một con gái, một con trai. Anh xuất hiện trong rất nhiều sân khấu ca nhạc lớn. Và ở Thành phố Hồ Chí Minh thì anh là trưởng của ban nhạc biểu diễn tại phòng trà Đồng Giam. Vậy thì trong những lúc rảnh rỗi có thời gian dành riêng cho mình thì anh sẽ làm những cái gì ạ? Mình chơi cái môn thể thao mình thích, chẳng hạn như là mình chơi bia. Và anh chơi bia có giỏi không? Chơi cho biết thôi. Tôi biết là anh có cả giải thi đấu bia đúng không? Được giải nhất quận đúng không ạ? Hai lần. Đó là quận gì ạ? Ở Gò Vấp một lần và quận 3 một lần. Tôi không hiểu là bia, violon thì nó có gì liên quan đến nhau ạ? Nói chung hai cái cũng dẻo dẻo như nhau. Tôi cũng biết rằng là violon thì coi như là công chúa của dàn nhạc, là một cái nhạc cụ vô cùng khó chơi. Thì anh đã học violon được bao nhiêu năm? Đầu tiên là năm
1986 là bắt đầu làm quen với cây đàn. Thì tới năm 1988 là chính thức thi vào Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. May mắn được là một trong ba người là được học bổng của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Cho tới năm 1999 là tốt nghiệp, hệ 11 năm. Bắt đầu tham gia những cái chương trình ca nhạc của truyền hình là từ năm 1996 tới 2005. Live show lớn nhất đầu tiên mình tham gia là tour Sức mạnh những ước mơ của ca sĩ Mỹ Tâm, 41 ngày. Tôi thấy có một điều đặc biệt nữa là bài mà anh vừa biểu diễn vừa rồi cũng là một cái bản nhạc rất nổi tiếng, nhưng anh lại chơi theo phong cách là kết hợp với nhạc điện tử. Vậy thì anh có thể nói gì về cái sự kết hợp này? Anh đã thử sức với nó lâu chưa? Năm 2008, lần đầu tiên đã kết hợp với lại DJ Hoàng Anh. Lúc đó là hai anh em là mới bàn nhau là bây giờ mình thử, mình kết hợp violon với DJ thử. Wow. Mình phối tất cả những cái bài quen thuộc nhất, chẳng hạn như Butterfly hay là Mohican chẳng hạn. Thì khi mình làm ra thì thấy là lần đầu tiên nghe người ta thấy ngỡ ngàng, nhưng mà khi nghe xong người ta lại thấy cái này nó hay, tại sao không làm tiếp, làm tiếp. Và liên tục tới giờ là cũng hơn 8 năm. Có một cái dòng nó khác hẳn hoàn toàn với lại mọi người. Rất là tuyệt vời. Và đến với Hà Nội thì anh yêu thích điều gì nhất ở Hà Nội? Đặc thích nhất là cái mùa thu ngoài đây. Có nhiều món ăn ngoài đây cũng lạ đó, lắm. Món ăn gì anh thích nhất ạ? Bún đậu mắm tôm. Đấy, tôi thấy Mai Phương Thúy rồi. Còn không thì là đặc thích nhất là cái phở cuốn ở phố Ngũ Xã. Hầu như lần nào ra Hà Nội cũng phải tới những chỗ đó ăn. Chắc chắn là Mai Phương Thúy sau cái buổi ghi hình hôm nay, hai anh em có thể dẫn nhau đi ăn. Xin được cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Hy Đạt. Và bây giờ với một cái không khí thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều thì chúng ta sẽ cùng đến với ô chữ ở vòng chơi đầu tiên này. Đó là một ô chữ có 9 chữ cái, xin mời. Đây là tên loài cây thuộc họ liễu, có nhiều tác dụng trong đông y. Xin mời anh Đạt. Mình xin đoán chữ A. Rất tiếc, không có chữ A nào cả. Lượt quay lại đến với người đẹp đứng bên cạnh anh. Nhường lượt quay cho người đẹp thì không có gì xấu cả, đúng không ạ? Xin mời Mai Phương Thúy. Ồ, 900 điểm. Bạn sẽ đoán chữ cái gì? Chữ ớ. Chữ ớ, chúng ta có 2 chữ ớ. Ồ, 300 điểm. Chữ y dài ạ. Có 1 chữ y dài. Mình xin đoán chữ chữ N. Có 1 chữ N. Ô, 2.000 điểm. Quá ấn tượng. Em biết rồi ạ. Biết rồi, nhưng mà bạn vẫn đoán cho tôi một chữ cái để thêm được 2.000 điểm đấy. Chữ B ạ. Có 1 chữ B. Hoa hậu Mai Phương Thúy đã biết rồi, vậy thì đoán thôi. Đây có phải cây bồ quân không ạ? Cây bồ quân, đó chính là đáp án ở vòng chơi đầu tiên này. Xin chúc mừng. Bồ quân hay còn gọi là hồng quân là cây bụi thấp cao khoảng 10 mét, hoa màu xanh hoặc trắng, quả ăn tươi, ăn chín hoặc làm mứt, vỏ cây dùng làm thuốc cho đông y. Trái bồ quân thì có vị ngọt chua và hơi chát. Nó có tác dụng là giảm tiết dịch vị, tốt cho gan mật và sạc khí huyết. Và kết thúc vòng chơi đầu tiên, Mai Phương Thúy rất là xuất sắc, cướp lượt được của nghệ sĩ Hy Đạt, ghi tới 4.500 điểm và là người chiến thắng ở vòng chơi đầu tiên này. Xin được chúc mừng. Cảm ơn quý vị khán giả quay trở lại với chương trình trực tiếp ngày hôm nay với sự tham gia của ba nghệ sĩ Hoa hậu Mai Phương Thúy, nghệ sĩ violon Hy Đạt cùng với nữ ca sĩ trẻ Tiêu Châu Như Quỳnh. Ở vòng chơi đầu tiên này thì chúng ta đã thấy là Mai Phương Thúy rất là từ tốn nhưng mà cũng rất chắc chắn và ghi được tới 4.500 điểm với ô chữ là cây bồ quân. Bây giờ thì chính bạn lại là người sẽ bắt đầu vòng chơi thứ hai.
Chương trình ngày hôm nay của chúng ta được phát sóng rất là gần ngày 7 tháng 9, ngày thành lập của Đài Truyền hình Việt Nam. Bạn có cái kỷ niệm với các anh chị biên tập viên, những người đạo diễn quay phim của Đài Truyền hình Việt Nam? Dạ có. Lần đầu tiên mà Thúy được tiếp xúc với cả máy quay đó là trong cuộc thi Hoa hậu. Lúc đó thì rất là bỡ ngỡ. Nhưng mà có các anh chị ở Đài Truyền hình, các đặc biệt là các anh quay phim ấy, thì các anh ấy rất là vui tính. Em không hiểu sao, hình như anh quay phim nào cũng vui tính hay sao. Sau này khi mà bạn đã trở thành Hoa hậu Việt Nam trên con đường sự nghiệp, thì bạn thấy rằng là VTV có cái sự đồng hành như thế nào cùng với bạn? Mình đã xem được rất là nhiều những chương trình bổ ích từ kênh này. Và đến bây giờ thì Thúy vẫn thích xem chương trình của VTV. Tại vì trong thời buổi có rất nhiều các cái kênh thông tin sản xuất rất nhiều chương trình, không phải lúc nào chất lượng cũng được đảm bảo. Chính vì vậy mà những kênh VTV thì có thể tin tưởng về chất lượng cũng như là thông tin đưa ra. Trong cái ngày kỷ niệm mà thành lập Đài Truyền hình Việt Nam, bạn có muốn gửi lời chúc gì tới tất cả những người làm truyền hình của chúng tôi không? Từ bé thì Thúy và gia đình là những người hâm mộ cuồng nhiệt của truyền hình, đặc biệt là VTV3. Thì muốn gửi lời chúc là chúc tất cả các anh chị làm việc ở VTV có thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui. Các anh chị có vui vẻ, yêu đời thì mới làm ra được những cái chương trình thật là hay để phục vụ quý vị khán giả. Bây giờ quay trở lại với Mai Phương Thúy của Đời Thường. Bạn có chia sẻ sở thích ngắm canh đẹp trai. Vâng. Bạn ngắm canh ở đâu? Trên mạng hay là ra ngoài đường để ngắm canh đẹp trai? Trên mạng. Thực ra thì cũng giống như các cô gái khác, em cũng không thể cầm lòng trước cái đẹp. Và em nghĩ là em khá dũng cảm khi mà thừa nhận điều đấy trên sóng truyền hình. Phụ nữ bây giờ cũng yêu hỏng mắt nhiều đấy anh Đạt ạ. Chúng mình là phải rất là tốt tát hình ảnh, may ra mới ghi điểm được với chị em. Bạn thích đọc sách ạ? Thích đọc sách tiểu sử của các nhân vật nổi tiếng? Thúy thích đọc sách về những con người vĩ đại. Tại vì Thúy tin là họ cũng giống như chúng ta, nhưng cái lý do mà làm cho họ trở nên thành công như vậy là bởi vì họ đã có những cái lựa chọn rất là sáng suốt, rất là khác biệt. Thì Thúy cảm thấy là nếu mà mình học theo những con người như vậy thì mình có thể hoàn thiện bản thân. Cụ thể là bạn cảm thấy tâm đắc nhất với những cuốn tiểu sử nào? Thúy rất là thích Bill Gates. Rồi, người đàn ông được coi là giàu nhất thế giới đúng không ạ? Vâng, thực ra mọi người chỉ để ý đến cái khía cạnh giàu có của ông ấy, nhưng mà thực ra ông ấy là từ nhỏ đã là một người rất là ham học, rất là thích đọc sách và thành công đến như vậy là bởi vì rất là kiên trì, rất là thông minh, luôn luôn làm cho những cái sản phẩm của mình tốt hơn nữa, đạt được cái thành quả tốt nhất. Bây giờ bạn đang bận rộn với những cái dự án và công việc như thế nào? Bây giờ thì vừa đi làm mà vừa trau dồi thêm kiến thức để cho cái công việc của mình được tốt hơn. Thì hy vọng là 5-10 năm nữa có thể mở một quỹ của riêng mình và để giúp mọi người có một cái kế hoạch tài chính tốt hơn. Chắc chắn là với cái sự đầu tư cho dài hạn như vậy thì bạn sẽ tìm được thành công. Và cũng đừng quên khán giả, cũng đừng quên công chúng thỉnh thoảng xuất hiện đúng không ạ? Vâng. Để mọi người vẫn biết rằng là Mai Phương Thúy vẫn xinh đẹp, vẫn tài năng. Vâng. Và vẫn còn có nhiều dự định và nhiều ý định rất là tốt đẹp cho cộng đồng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ô chữ ở vòng chơi thứ hai này. Là một ô chữ có 12 chữ cái, xin mời. Đây là một trong 12 món ăn Việt Nam được công nhận là giá trị ẩm thực châu Á. Xin mời Mai Phương Thúy. Ô, 100 điểm. Chữ N. Có không chữ N trong ô chữ này. Và lượt quay đến với Tiêu Châu Như Quỳnh. Tôi xin đoán chữ ơ. Có chữ ơ ở trong ô chữ của chúng ta. Bây giờ xin được hỏi Như Quỳnh là bạn có muốn chơi ô bí mật không? Tức là nếu mở ra mà vào ô mất điểm thì không nói gì rồi. Nếu mở ra mà có ô 3 triệu thì bạn cũng rất là vui. Và nếu như không mở thì tôi sẽ báo cho bạn biết là có bao nhiêu chữ ơ. Và nhân với từng ấy chữ ơ là 1.000 điểm. Tiền đúng không ạ? Chắc gì? Có thể là ô mất điểm thì sao? Được thì ăn nhiều. An toàn nhé. An toàn à? Dạ. Rồi bạn sẽ không mở ô bí mật đúng không ạ? Như vậy là tôi sẽ thông báo cho bạn biết có bao nhiêu chữ ơ trong ô chữ của chúng ta. Có một chữ ơ. Bạn có 1.000 điểm. Xin mời Quỳnh tiếp tục quay. Ô 300 điểm.
Em xin đáng chữ chữ C. Không có chữ C nào cả. Lượt quay đến với anh Hy Đạt. Hay quá. Ô bí mật. Anh đã chữ gì? Chữ G. Có chữ G trong ô chữ của chúng ta. Nhưng mà có bao nhiêu chữ G tôi chưa nói được. Vấn đề là anh Hy Đạt có dám mở ô bí mật không? Hay là anh để thôi, cho tôi mở ô bí mật. Có thể đây là 3 triệu đồng hoặc là mất lượt, mất điểm mà chưa có điểm nào. Xin được chia buồn với hai người chơi còn lại vì đây là 3 triệu. Tôi cũng xin được mở chữ G trong ô chữ, có một chữ G mà thôi. Thua vậy? Điểm. Chữ y ngắn. Rất tuyệt vời, có hai chữ y ngắn. Thêm 600 điểm cho anh Hy Đạt. Ô, 400 điểm. Cho xin đoán chữ A. Hai chữ A. Vâng. Xin được chúc mừng anh. Không đáng nói. Tiếp tục là 400 điểm ạ. Chữ D. Không có chữ D ạ. Chia buồn với anh. Bây giờ đến lượt Mai Phương Thúy. Điểm ạ. Như vậy là lượt quay trở lại với Tiêu Trần Như Quỳnh. Quay đi em. Anh đã đoán được rồi. Thì anh gợi đọc luôn cho Quỳnh đi. Chắc gì đến lượt anh. Ráng có để thôi. Không nha, không nha. Đứng. Ô 500 điểm. Chữ P. Có một chữ P. Xin được chúc mừng. Không hiện ra hả? Anh là biết rồi. Hồi nãy MC vừa nhắc cái là anh biết chữ gì đó. Dạ nói đi. Chị đòi đúng không? Em phải nhiều điểm nhắc tên chữ chứ. Ô 200 điểm. Chữ H. Có hai chữ H, xin chúc mừng. Chữ R. Tôi rất là vui khi ba người chơi có một cái sự phối hợp cực kỳ ăn ý. Ăn ý đến nỗi mà Mai Phương Thúy và anh Hy Đạt nhiệt tình gợi ý cho Tư Châu Như Quỳnh để bạn đoán một chữ R mà không có trong ô chữ này. Chưa buồn với bạn. Đến lượt quay của anh rồi đấy, anh có thể đọc luôn cũng được. Thôi anh đọc luôn đi. Vâng. Anh đọc luôn cho vui nha. Có cái gì đền bù cho cái sự thiệt hại của Như Quỳnh không? Thì anh ok, có gì lát anh dẫn em đi nhiều mình đi ăn chơi cho hết đi. Thôi giờ anh xin đọc luôn nha. Rồi. Phở khô Gia Lai. Phở khô Gia Lai là đáp án ở ô chữ bậc thứ hai này. Không như các loại phở thông thường có phở và nước dùng cùng chung một tô, phở khô Gia Lai luôn được phục vụ với hai tô, một tô đựng phở, một tô đựng nước lèo. Người ăn sẽ thưởng thức phở riêng rồi hút một ngụm nhỏ nước lèo, ăn kèm rau sống và một chút tương đen đặc biệt. Nước lèo được ninh nấu khá cầu kỳ cho thứ nước thanh trong ngọt ngào mà không kém phần đậm đà. Trong tô phở khô có các loại thịt như là thịt lợn bằm nhỏ, thịt bò, thịt gà. Sợi phở khô được làm hoàn toàn từ gạo, sợi phở tròn mảnh, rắc chút hành phi thơm vàng, điểm xiết vài thìa ớt đỏ. Tùy khẩu vị mỗi người mà có thể chế thêm tương nâu, xì dầu, tương ớt, chanh, giấm cho vừa vặn. Như vậy là kết thúc vòng chơi thứ hai với rất là nhiều những sự kịch tính cũng như là sự hóm hỉnh của ba người chơi. Họ tương tác với nhau, tư vấn cho nhau, đôi khi lại tư vấn nhiệt tình quá khiến cho cái người đang chơi cảm thấy bối rối và đọc nhầm một chữ cái. Tôi tin rằng là bạn biết cái chữ đấy nhưng mà đôi khi là lúc đấy là bị sức ép đúng không ạ, về mặt thời gian. Và người may mắn cũng như là khôn ngoan nhất giành chiến thắng vòng chơi thứ hai này là nghệ sĩ Violon Hy Đạt với một số điểm là 1.400. Xin chúc mừng.
chào mừng quý vị khán giả đến với vòng chơi thứ ba của chiến thắng kỳ diệu ngày hôm nay. Vòng chơi thứ ba luôn luôn là cơ hội để những người chơi chưa có nhiều điểm, chưa có những phần quà sẽ cố gắng đổi lượt quay của mình để hy vọng tìm ra được những phần thưởng có giá trị về tiền mặt để mang về nhà. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi là có ba người chơi là những nghệ sĩ, họ rất là ngẫu hứng và họ cũng có thể nói rằng là muốn chơi đến cùng. Không biết là có ai quyết định đổi lượt quay hay không. Bây giờ hãy quay trở lại với ba người chơi. Người sẽ bắt đầu vòng chơi thứ ba này là nữ ca sĩ trẻ xinh đẹp Tiêu Chơi Như Quỳnh. Chắc là bạn vẫn còn cảm thấy khá là tiếc nuối ở vòng chơi thứ hai khi mà đoán sai cái ô chữ, mà tôi nghĩ rằng là đến lúc đấy là mọi người cũng đã đoán ra rồi. Anh Hân thôi. Có cái điều gì muốn chia sẻ chân thành với cả anh Hy Đạt không ạ? Em biết là bây giờ hả anh rất là nhiều tiền trong tay. Anh đang rất là đắc chí. Thế bạn có thích ăn bún đậu mắm tôm không? Dạ thích chứ ạ. Xong cái này đi là đi luôn. À rồi, là một người rất hào phóng đúng không ạ? Ở cái tuổi rất trẻ nhưng bạn đã có thật là nhiều thành công và thành tích. Đạt giải tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là lọt vào top 3 của giọng hát Việt năm 2012. Và hiện nay cũng là một trong những nữ ca sĩ có rất nhiều sản phẩm được yêu thích. Bạn có sở thích? Đương nhiên là thích hát rồi. Thích hát từ khi nào? Em biết hát trước khi biết nói. Giai điệu mà bạn biết hát đầu tiên là Người Tình Mùa Đông. Mùa Đông. Ngày xưa khi mà cái phong trào karaoke mà mới thịnh hành á thì ba mẹ em thời đó bán cà phê, cũng một tiệm nhỏ rồi có chuẩn bị một dàn karaoke bởi vì gia đình rất là thích hát. Okay. Thì bạn bè thường hay kéo tới và Người Tình Mùa Đông lúc đó cũng của chị Như Quỳnh luôn, rất là nổi tiếng. Và lúc đó thì em chưa có nói chuyện rành, nhưng mà nghe mọi người hát nhiều quá tới mức mà thuộc luôn bài hát, hoặc hát không cần nhìn cứ hát thôi. Sau đó thì sao, cái quá trình mà bạn theo âm nhạc nó có là chuyên nghiệp không hay là bạn vẫn theo học văn hóa bình thường? Không suôn sẻ như những bạn nhỏ cùng lứa với em. Ba mẹ lúc đó cũng khó khăn cho nên là không có đủ cái điều kiện để cho con cái đi học múa, học nhảy hay là đi tham gia những câu lạc bộ văn nghệ. Thì lúc đó là Quỳnh chỉ học bình thường từ lớp 1 tới lớp 9. Sau này lên tới lớp cấp 3 thì ở trong trường cũng có nhiều phong trào. Cho nên là từ đó cứ bao nhiêu phong trào là tham gia hết. Nhưng mà có bao giờ bị bố mẹ hướng mình theo cái hướng là không đi theo nghệ thuật không? Thực ra là em may mắn á. Ba mẹ rất là thương con và hiểu nguyện vọng của con, cho nên là ủng hộ ngay từ đầu tiên những ngày rất là còn bé. Bạn có nói rằng là bạn có thể bước vào một cái nơi toàn những người lạ, bạn có thể giao lưu với họ bằng âm nhạc. Vậy thì không có lý do gì khi đến với sân khấu của Chương Trình Kỳ Diệu mà Tiêu Chơi Như Quỳnh lại không tặng các khán giả một bài hát đúng không ạ? Có lẽ là sẽ tặng tất cả quý vị ở đây một bài hát rất là mới của Quỳnh, một sáng tác của bạn Khắc Hưng, người mà đã viết thành công cái bài Hít Sâu Tất Cả, ca khúc được mang tên là Fever, hay còn gọi là Cơn Sốt. Xin cảm ơn Như Quỳnh với ca khúc Fever, một hình ảnh cực kỳ trẻ trung, vũ đạo cũng rất điêu luyện. Và bây giờ thì không còn chờ đợi hơn nữa, chúng ta sẽ cùng bắt đầu vòng chơi thứ ba với một ô chữ có 8 chữ cái, xin mời. Đây là tên một trong những loài hoa đẹp và hiếm nhất trên thế giới. Xin mời Tiêu Chơi Như Quỳnh. Thì bây giờ mà vào mất điểm thì anh phải thêm một lời cho em. Hai người chơi có đồng ý không? Được, thoải mái. Ôi, anh chị là tuyệt vời nhất đó. Đừng nghe người ta nói, hãy nhìn cái gì người ta làm. Ô, 1.000 điểm. Chữ O. Chữ O, có 2 chữ O, xin chúc mừng. Bây giờ bạn có 2.000 điểm, anh Đạt thì anh ấy có 2.400 cộng với cả 3.000.000, 5.400.000. Mai Phương Thúy thì có số điểm chính thức là 5.000 điểm, thì tôi nghĩ là hơi khó vượt. Vậy thì ở vòng chơi thứ ba này chúng tôi có một cái luật phụ, đó là đổi lượt quay. Bạn sẽ không chơi ở vòng chơi thứ ba nữa, dừng luôn. Nhưng bạn sẽ nhận được một hộp quà trong kia. Nếu như mà trong hộp quà đấy mà là một tờ giấy nhá, thì có thể là sẽ là một số tiền mặt. Còn nếu như bạn không đổi thì bạn sẽ phải giải ô chữ đến tận ô chữ cuối cùng. Kể cả bạn biết đó là gì rồi, bạn vẫn phải gọi là chấp nhận cái rủi ro là có thể quay tiếp và rơi vào mất điểm mất lượt. Bạn có đổi không? Tôi xin được đổi. À vâng, rồi xin mời bạn. Bạn thích màu sắc nào trong 4 màu sắc này ạ? Đừng nói màu xanh lơ vì tôi biết là bạn đang mặc váy xanh lơ rồi. Ngoài màu xanh thì em còn thích màu vàng với màu trắng. Trong này đều có quà mà nếu như có tờ giấy thì... Đúng rồi, còn nếu không thì có thể là một phong cà cao su. Rồi ví dụ như vậy. Màu gì ạ? Màu đỏ. Kể cả là không phải là tiền mặt thì cũng không được nối tiếc đúng không ạ? Chắc chắn chưa? Thôi lỡ chọn rồi thì lấy luôn chứ không chọn lại đâu. Yeah. Tôi sẽ để chiếc hộp này cạnh Tiêu Chơi Như Quỳnh và bạn sẽ mở nó ra khi kết thúc vòng chơi thứ ba. Bây giờ việc của bạn là hãy cổ vũ cho hai người chơi còn lại vì bạn đã đổi lượt quay rồi và bạn sẽ dừng không chơi ở vòng chơi thứ ba này nữa.
Và bây giờ lại đến lượt anh Hy Đạt. Xin chúc anh may mắn. Rồi ạ. Cho mở cái ô kế cuối. Xin mời. Chữ E. Vẫn chưa biết là cái gì. Gần à, gần. Gần à. Gần à. Rồi, chúc anh may mắn. Gần rồi. Ra cái chữ đó là gần rồi. Rồi, ô 700 điểm. Bắn chữ A. Có một chữ A, xin chúc mừng. À, bây giờ anh Hy Đạt có muốn đổi lượt quay của mình lấy một món quà hay không ạ? Thôi, đoán tiếp đi. Tại vì anh thích cái sự hồi hộp hay là... Tiền đây vẫn anh... rồi. Tiền giữ nè. Quay đúng không? Quay đúng không? Quay. Rồi. Chơi. Chúng mình phải cướp trên vàng nước. Nói chung là anh Hy Đạt là không nhiều thứ rồi. Ráng vô mày bắn cái tôi là ba luôn á. Qua luôn đi. Qua luôn, rồi, qua rồi, luôn, rồi. Qua luôn. 300 điểm. Chữ T. Chữ T, có một chữ T, xin chúc mừng. Ô 300 điểm. Thôi chữ H. Có một chữ H. Cho đánh chữ C. Rất tiếc nó không có ở trong ô chữ của chúng ta. Từ hôm nay đến giờ, bây giờ cơ hội thuộc về Mai Phương Thúy. Xin mời bạn. Ô 900 điểm. Em xin đánh chữ V ạ. Có một chữ V, xin chúc mừng. Bây giờ là lúc mà bạn có thể đổi lượt quay của mình lấy một trong những món quà kia, bởi vì tôi nghĩ rằng là khả năng rất là thấp anh Đạt có thể đuổi kịp bạn nữa rồi. Bây giờ bạn đổi lượt quay thì bạn sẽ được món tiền mặt nếu như bạn may mắn. Cơ hội là 33.33%. Khán giả nghĩ sao hả? Quay nhá, quay đi. Xin mời bạn. Ô 100 điểm ạ. Em xin đoán chữ M ạ. Chữ M đó chính là chữ cái cuối cùng trong chữ này. Và xin mời Mai Phương Thúy đọc ô chữ để giữ được 1.000 điểm. Hoa màu vẹt ạ. Hoa màu vẹt chính là đáp án của chúng ta. Hoa màu vẹt có tên khoa học là Lotus petaloti. Hoa màu vẹt là một loài thực vật có hoa trong họ đậu. Hoa màu vẹt đã được phân loại vào nhóm hoa cực hiếm vào năm 1884. Và loài hoa này từng bị cho là tuyệt chủng, nhưng sau đó có một vài mẫu vật được phát hiện tại quần đảo Canary, quê hương của loài hoa này. Hoa mỏ vẹt đã mang về cho Mai Phương Thúy 1.000 điểm nữa ở vòng chơi thứ 3 này. Xin chúc mừng bạn. Tiêu Trân Như Quỳnh, người đã mạo hiểm và đổi lượt quay của mình để lấy một món quà. Không biết là món quà này có giá trị như thế nào? Một, hai, ba. Có một con giấy. Có nhiều con số không? 5 triệu đồng. Mình mới đại tiệc nha anh. Làm gì em chương trình tối nay ra em bao. Ai đang trả quá ra cho tôi này. Có là trời lớn luôn nè. Trời lớn luôn. Hãy cùng nhìn lại thành tích của ba người chơi ngày hôm nay. Ba người nghệ sĩ rất vui tính, rất dễ thương đã đến với chiếc nón kỳ diệu. Đầu tiên là nữ ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh, người tuy không may mắn lắm, không giải được ô chữ nào, nhưng bạn đã đổi lượt quay vòng chơi thứ 3 và có được 5 triệu đồng tiền mặt. Bạn sẽ ra về với số tiền là 5 triệu đồng. Xin chúc mừng. Người tiếp theo là nghệ sĩ violon Hy Đạt. Anh giải được ô đoán nhanh thứ nhất, giành được 1.000 điểm tích lũy. Sau đó anh chiến thắng ở vòng chơi thứ 2 với số điểm là 1.400 điểm. Điều quan trọng, anh lại mở ô bí mật và giành được thêm 3 triệu đồng tiền mặt. Như vậy,
anh sẽ ra về ngày hôm nay với tổng số tiền là 5.400.000 đồng. Xin được chúc mừng anh. Và cuối cùng là Hoa hậu Mai Phương Thúy, người đã xuất sắc chiến thắng ở vòng đá nhanh thứ nhất, ghi được điểm ở vòng chơi thứ nhất và vòng chơi thứ ba, là người chiến thắng bước vào vòng chơi đặc biệt. Bạn sẽ ra về với tổng số điểm là 6.000 điểm và chắc chắn có ít nhất là 6 triệu đồng tiền mặt để mang về. Xin được chúc mừng. Chúng tôi sẽ có những món quà dành tặng cho 3 nghệ sĩ đã dành thời gian với chiếc nón kỳ diệu ngày hôm nay. Để ơn Tương Thương Như Quỳnh, dành tặng anh Hy Đạt, và cuối cùng là người xuất sắc lọt vào vòng đặc biệt. Hẹn gặp lại bạn một ít phút nữa. Hãy cùng thay đổi không khí một chút với một câu đố dành cho các khán giả tại trường quay của chiếc nón kỳ diệu. Đây là một ô chữ có 10 chữ cái. Xin mời. 10 chữ cái xuất hiện trên màn hình chính là đơn vị tính khoảng cách giữa các vì sao. Ai có đáp án ạ? Xin mời giơ tay. Xin mời bạn. Tôi xin đoán ô chữ này là 5 ánh sáng. Xin được chúc mừng. Đó chính là đáp án chính xác của chúng ta. 5 ánh sáng, đơn vị đo khoảng cách giữa các vì sao bằng quãng đường ánh sáng đi được trong một năm, nghĩa là bằng 9,46 x 10 mũ 15 mét. Xin mời bạn giới thiệu một chút về bản thân mình. Em tên là Bùi Ánh Tuyết, hiện nay thì em đang làm nhân viên văn phòng. Rất là cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em đoán ô chữ này. Và món quà chương trình ngày hôm nay cũng rất phù hợp với một nhân viên văn phòng. Đó là một hộp đựng cơm rất là gọn gàng, xinh xắn. Xin chúc bạn sẽ có những bữa cơm trưa ở văn phòng thật là ngon miệng. Vâng, em xin cảm ơn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với chương trình kỳ diệu ngày hôm nay. Tôi cũng xin được chào đón sự trở lại trên sân khấu Mai Phương Thúy và bạn cũng là xuất sắc nhất ngày hôm nay với việc là vào lọt vào vòng chơi đặc biệt. Bạn có hay phải là người may mắn trong những cái cuộc chơi có cái tính chất may rủi không? Có, em đặc biệt may mắn trong chuyện thi cử. Hồi thi đại học thì em học môn văn rất là kém mà lại ôn muộn nữa. Thế cho nên là rất nhiều lỗ hổng. Nhưng mà không hiểu sao cái buổi sáng đi thi văn thì 7 rưỡi mới vào phòng thi, thì 6 rưỡi em đã đến trước cửa rồi. Thì em cũng không biết phải làm gì, thì một tiếng để chờ. Thì em mở sách ra đọc tiểu sử của nhà thơ Tố Hữu. Thì em chỉ đọc mỗi nhà thơ Tố Hữu thôi. Và đến lúc 7 giờ 15 vào phát đề thì câu 2 điểm là câu... bạn hãy nêu tiểu sử của nhà thơ Tố Hữu ạ. Và thì... cuối cùng điểm thi của bạn là 2 điểm đúng không? 8 điểm. Đề bài chỉ yêu cầu là trích dẫn 3 tác phẩm của nhà thơ. Thì em trích dẫn cả 11 tác phẩm bởi vì là em đọc cái vừa đọc xong mà. Chỉ nhớ rất là nhanh. Tức là cái 6 điểm còn lại hoàn toàn là công sức bạn đã ôn luyện mà. Vâng, nhưng nếu không có cái đấy thì em cũng chỉ được 6 điểm văn. Sự gặp may đấy thì nó là ngẫu nhiên. Thế nhưng mà với vòng chữ đặc biệt, ô chữ đặc biệt này thì tôi nghĩ rằng là sự may mắn nó còn cần phải nhiều hơn thế. Bởi vì khi bạn ôn luyện thi ấy, thì nó có một cái gọi là giới hạn nhất định. Dạ. Nhưng mà trong chiếc nón kỳ diệu thì không có một giới hạn nào về mặt kiến thức cả. Dạ. Vì vậy là xin chúc bạn là nó sẽ đúng vào cái mà bạn khá quen thuộc, và thứ hai là bạn cũng đoán ra rất nhanh. Okay. Bây giờ bạn muốn quay để xem là mình có bao nhiêu triệu hay là bạn muốn giải ô chữ trước? Quay trước không? Quay trước. Khán giả là quay trước, em sẽ quay trước. Xin mời bạn. Đến đến phòng này rồi. Cần chiến đấu lên một bậc tầm cao mới. Ô, 10 triệu đồng. Và bây giờ bạn sẽ đối mặt với thử thách ở vòng chơi đặc biệt. Là một ô chữ có 15 chữ cái. Xin mời. Đây là tên chương trình truyền hình quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ. Với ô có 15 chữ cái thì bạn sẽ được đoán trước 3 chữ. 3 chữ cái rồi đọc luôn. V, T, B. Chữ V. Có 2 chữ V. Chữ T. Có 3 chữ T. Không thể dễ hơn được nữa. Chữ B. Có 1 chữ B ạ. Em là con mọt phim truyền hình và em rất may mắn trong chuyện thi cử. Và bây giờ bạn sẽ có 30 giây suy nghĩ. Xin mời. VTV bài hát tôi yêu. Yeah, hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng. VTV bài hát tôi yêu. Đó chính là đáp án của ô chữ ở vòng chơi đặc biệt này. Xin mời. V,
Với Tôi Báo Tôi Yêu là chương trình đã mang đến cho khán giả truyền hình những người yêu âm nhạc Việt Nam những món ăn tinh thần đa dạng hấp dẫn trong nhiều năm. Và chương trình là nơi quy tụ rất nhiều những gương mặt sáng cho âm nhạc Việt Nam. Mai Phương Thúy là người giải được ô chữa vòng chơi đặc biệt này. Bạn sẽ có được 6.000 điểm bạn ghi được trong những vòng chơi. Bạn có thêm 10 triệu bằng việc là giải được ô chữa vòng chơi đặc biệt. Như vậy là ngày hôm nay bạn là người chiến thắng rất ấn tượng với số tiền mang về là 16 triệu đồng. Xin chúc mừng Mai Phương Thúy. Và thưa quý vị khán giả, đến lúc này thì chương trình số đặc biệt tháng 9 của Chiếc Nón Kỳ Diệu cũng xin được khép lại tại đây. Xin được cảm ơn quý vị đã luôn luôn theo dõi ủng hộ Chiếc Nón Kỳ Diệu cũng như tất cả những chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.